Rồi hello anh em ơi, em vừa mới gần xem FF đây. Hôm nay em lên clip lại cho anh em mình con ghim lùn ha, ghim lùn 9.500. Đó. Xe này thì chỉ có tình trạng này bị lỗi một cặp dành ha anh em. Nói chung thì căm đồ còn đẹp lắm. Căm đồ đẹp lắm nhưng mà cái dành này nó bị lỗi anh em, nó một cái chân dòi. Đó. Lủng cái chân dòi. Đó. Máy thì êm lắm. Rồi sao đâu rồi. Đậu không gài bụi bặm không, đem qua quay luôn anh em, chưa rửa gáy luôn. Đó. Trước sau đều bị lủng cái chân dòi nha anh em. Ngồi thì dành thường cũng bị một chân dòi không. Đó, xe này 9.500. Hôm nay đem ra bớt anh em mình tiền thay cặp dành ha. Bán cho anh em mình 8.800. Đó, 8.800. Giờ thay cặp dành giùm em nha anh em. Đầy bọng thì đầy đủ ok rồi. Đó, xe đồ zin nó còn liền đồ lắm. Vàng long lá rồi đồng hồ bọng nguyên zin nè. Đó. Đây nhẹ cái nổ ha. Nè. Nhấn nhẹ nổ. Máy thì khỏi các bạn anh em, máy em nổ nãy giờ nóng rồi đó, không có miếng kêu luôn ha. Máy là không có một miếng kêu vũ bê tông hoặc cái cò cơ cao hoặc là giọng nồi gì nha anh em. Tuy gần máy chủ nó có chạm, nó có làm thiệt nhưng mà nó làm chuẩn đồ cũng ngon im ha. Đó. Cớp bọng rồi nè, là nguyên zin nha. Cớp bọng chủ xe nói là lúc giờ là mua làm sao là nói vậy luôn, không có thay bọng với chân nha anh em. Cớp tem bọng là nguyên zin. Bộ này bộ hãng luôn nha anh em. Goshi luôn, Honda Goshi luôn này, bộ tốt nha. Đó, bộ hãng luôn. Sườn bọng là còn ok lắm. Sườn bọng rồi là em thấy coi là không có bị mục bọt đâu nha anh em. Xe này chỉ có lỗi là lỗi cặp dành. Đó, lỗi cặp dành thôi. Đó, đèn đốm đầy đủ ha, xài đèn led luôn nè. Đó, đèn led pha có đầy đủ nè. Đèn sương mù có đủ hết nè. Đầy đủ nha. Với cái tầm giá này mà được cái con xe Nhật xài là quá ok anh em. Anh em đi cày bừa, nói về mà mình thay cặp dành vô ha. Thay cặp dành vô đi cày bừa thì khỏi phải bàn luôn. Máy em ru luôn. Nó hoặc là đi cà phê cà pháo rồi kia cũng ok luôn ha. Này thiếu cái bọc xin dưới nè. À, một bọc xin trên còn zin xe nữa chưa. Nước sơn zin luôn nè, gấp zin luôn. Nó gấp zin chưa thay lần nào luôn. Nó nước sơn zin còn đủ hết. Nó thiếu cái bọc xin dưới. Về anh em siêu tầm thêm bọc xin giấy dưới gắn vô nữa nha. Đó, gắn bọc xin dưới vô nữa là ok, liền xe liền. Tại nó thiếu bọc xin nhìn thấy nó chặn chuồng gì đó anh em, nhìn nó không có đẹp lắm ha. Nhưng mà một khi mình vô cái bọc xin rồi là những xe lên xe liền đó. Hiện tại xe mình 7 nút phải không? Mình vô cái bọc xin là nó được 9 nút đó. Máy thì khỏi phải bài hài, máy làm bao cho anh em xài nha, máy im gu. Chủ xe ta đang chạy mà. Với lại ổng làm cũng chuẩn đồ lắm. Nó cũng máy ổng làm mà cũng đồ xịn không ha. Đó, nên cái máy nó gắn ấm nè chưa, không có một tiếng kêu gì hết trơn á. Hôm nay chủ yếu em làm clip này là để em giảm giá cho anh em mình ha. Hồi bữa anh phép quay nhưng mà anh phép quay 9.500 không có giảm. Hôm nay em lôi ra thấy kiểm tra dành bọng nó hơi bị mục mọt thì em bớt cho anh em mình cái tiền về làm dành nha. 9.500 em bớt cho anh em mình 700 tiền thay cặp dành. Đó là còn 8.800. Mấy cái xe cỏ này em lời quá nhiều anh em ơi. Nó bán mấy xe cỏ lời cũng không nhiều nữa ha. Nên bớt cho anh em vậy là quá nhiều luôn đó. Bớt 700 là quá nhiều luôn đó anh em. Xe cỏ lời dở quá chừng 1.500.000 đô lại hết đát này. Nhưng mà em đã bớt 700, giống như là em đã bớt phần nửa số tiền lời của em nữa ha. Đó là còn 8.800. Rồi con xe này hồi. Xe này anh em nào thích đó thì alo cho em Trường để chốt ha. Số em là 0961 374 375. Nói anh em muốn cần có hình thêm thì inbox Zalo cho em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye.